Ok. Chào mừng các bạn đến với trải nghiệm đầu tiên của mình, trải nghiệm đi tìm thành công. Hai năm cá nhân con số 1. Vừa rồi 2021 là năm cá nhân mang con số 9 của mình. Mình cũng đã làm một video năm số 9, năm cá nhân mang con số 9 nên làm gì, nên chú ý điều gì. Thì bây giờ 2022 năm cá nhân mang con số 1. Cách tính năm cá nhân thì mình có thể lấy ngày sinh, tháng đẻ tính tổng cộng các con số lại với nhau. Như của mình là 0202 thì tính là 0 cộng 2 cộng 0 cộng 2 bằng 4. Cộng với cả năm nay là năm 2022 bằng 6, 4 cộng 6 bằng 10. 10 là 1 cộng 0 bằng 1. Năm nay 2022, năm cá nhân của mình là năm con số 1. Và năm cá nhân con số 1 nó bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 2021 và kéo dài đến mùng 1 tháng 10 2022 năm nay. Bây giờ là tháng 4, tức là mình còn 6 tháng nữa để mình áp dụng những cái tính chất của năm cá nhân mang con số 1. Năm cá nhân mang con số 1 nó có tính chất là sự bắt đầu, sự khởi đầu, gieo hạt, gieo mầm giống, bắt đầu những cái gì mà mình mong muốn, bắt đầu những cái gì mà mình dự định. Nó là cái năm bắt đầu một chu kỳ, tức là mình phải hành động, phải làm. Đây cũng là cái năm mà năng lượng tăng cao, cái năm mà vũ trụ sẽ giúp sức cho mình để mình có thể đạt được cái ước mơ, cái mong muốn, cái dự định của mình. Thì mình thấy khá là chuẩn, mình thấy cũng khá là đúng. Từ tháng 10 năm ngoái đến thời điểm hiện tại mình cũng có khá là nhiều dự định, có nhiều ý tưởng nó đến với mình, cũng như là có nhiều mong muốn mình đề ra và mình muốn làm. Tuy nhiên ở đây phải có từ tuy nhiên. Ở đây thì mình thấy có một sự ngăn cản, đó là bệnh lười. Bệnh lười nó vẫn đang ngăn cản mình, thì ở đây mình phải hành động. Hành động ở đây tức là hành động ngay lập tức. Nhưng trước khi hành động thì ở năm cá nhân mang con số 1 này mình cần chú ý những điểm sau. Vì đây là cái năm mình bắt đầu một chu kỳ mới, năm gieo hạt, bắt đầu những cái dự án mới, ý tưởng mới. Thì mình phải chú ý tới các quy luật của vũ trụ. Quy luật đầu tiên mình phải chú ý đó chính là luật nhân quả. Mình phải phân tích xem là cái mong muốn, cái ý định, cái ước mơ, cái dự định của mình nó có phải là nhân tốt không, nó có phải là hạt tốt không, nó có phải là dự án tốt, quyết định tốt, giấc mơ tốt hay là mong muốn tốt hay không. Thì ở đây cái việc mình cần chú ý trong năm cá nhân con số 1 là mình phải chọn việc tốt để làm, chọn mục tiêu tốt để theo, chọn nhân tốt để gieo và bắt đầu những công việc nào nó mang tính chất tốt đẹp để sau này, để đến năm mang con số 9 là cái năm đỉnh của một chu kỳ, thì mình sẽ gặt hái những cái quả tốt, gặt hái những cái thành công mà trong năm nay mình đã gieo. Thì ở đây mình phải chú ý làm những việc tốt, gieo nhân tốt, công việc tốt, tất cả mọi thứ đều phải suy nghĩ xem là nó có mang lại hiệu quả tốt hay không, mang lại thành công tốt, không ảnh hưởng tới người khác hay không. Điểm này là điểm mình cần chú ý ở năm cá nhân mang con số 1. Sau khi mình đã chọn được mục tiêu, đã lên được mong muốn, đã biết là mình sẽ gieo nhân gì, làm việc gì ở trong năm nay, năm cá nhân con số 1 này, thì bước tiếp theo mình phải làm là viết ra giấy chi tiết hết mức có thể. Mình phải lên một cái kế hoạch cho cái mục tiêu của mình thật chi tiết, thật tỉ mỉ. Và càng tỉ mỉ, càng chi tiết bao nhiêu thì vũ trụ sẽ lại sắp xếp càng dễ dàng bấy nhiêu cho mình. Cũng giống như có một cái video mình đã làm ở đây, mình có lên mục tiêu là mình sẽ nâng cấp cái cơ thể này của mình lên, làm sao cho khỏe hơn, nhanh hơn, nhìn đẹp hơn. Thì vừa khi mình lên cái mục tiêu đó, cái suy nghĩ đó mới chỉ hiện lên trong đầu mình và mình quyết định mình sẽ làm cái đó, thì vũ trụ sắp xếp cho mình gặp một người bạn. Nên là hôm nay chủ nhật chốt tuần mình phải đi tập nốt buổi cuối cho hoàn thành mục tiêu nâng cấp cơ thể, điền số 4 ảo và biểu đồ ngày sinh. Ở đây có một cái hay này. Cách đây 2 tuần thì mình mới xác định lại cái mục tiêu nâng cấp cơ thể này của mình lên. Thì mình vừa xác định cái mục tiêu của mình xong thì hôm nay đi tập lại gặp đúng một thằng cu em. Nhìn body của cu cậu cũng khá là chuẩn, khúc nào ra khúc đấy, đúng cái mục tiêu mà mình đang hướng tới. Thế là anh em lại kết nối với nhau, điền con số 5 ảo và biểu đồ ngày sinh, trao đổi kinh nghiệm. Nhân tiện mình nhờ cô em hướng dẫn một vài bài tập cũng như là động tác tập sao cho nó hiệu quả nhất có thể. Thank you cô em. Thì ở đây mình thấy là khi mình có một mục tiêu rõ ràng, mình biết chính xác mình muốn cái gì, thì vũ trụ sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ để mình có thể mình đạt được cái mục tiêu đó. Và người bạn này là một huấn luyện viên thể hình cùng đam mê với mình, cực kỳ hay, cực kỳ vui và cực kỳ linh ứng, cực kỳ hiệu nghiệm.
Mình chốt lại 5 cá nhân mang con số 1, bắt đầu một chu kỳ mới, hành động ngay lập tức, có mong muốn gì, có suy nghĩ gì, có ước mơ gì, có mong muốn gì, có mục tiêu gì, thì làm luôn ngay lập tức. Trước khi làm thì phân tích xem là cái mong muốn, ước mơ, mục tiêu của mình nó có tốt hay không, nó có hướng tới cái tốt, cái thiện, cái lành hay không, có ảnh hưởng tới người khác hay không. Nếu nó không ảnh hưởng tới những người khác, nếu nó không phải là những nhân xấu, nếu nó không phải là những nhân ác, thì mình phải lên kế hoạch chi tiết để gieo những cái nhân tốt này, và sau đó là chăm bón và để nó phát triển, và cuối cùng là thu hoạch. Và cái quan trọng nhất trong cái 5 cá nhân mang con số 1 này, và nó cũng là cái tính chất của con số 1 này, hành động ngay lập tức, dũng cảm và hành động ngay lập tức, làm luôn. Mình cũng sẽ lên mục tiêu cho tuần tới và mình sẽ vào việc luôn. Ok, như ở video trước thì mình có chia sẻ cái tháng 4 này là cái tháng cá nhân mang con số 5 của mình. Nó có tính chất là tự do, đi lại, đi chơi, trải nghiệm, mối quan hệ, bài học, sự kết nối, cảm xúc. Vì đi lại nhiều, vì đi chơi nhiều, vì kết nối nhiều mối quan hệ và vì cũng vui nhiều nên là mình có bị lười. Thì năm nay, 2022, nó là cái năm cá nhân con số 1 của mình. Tức là cái năm mình phải bắt đầu với mọi dự định mà mình đang có, bắt đầu với mọi mục tiêu, mọi mong muốn, mọi dự định, mọi ước mơ mà mình đã đề ra. Nhưng mà cái tháng này, cái tháng mang con số 5, chơi nhiều, vui nhiều, kết nối nhiều, mối quan hệ nhiều, nó đang bị mâu thuẫn nhau ở đoạn này. Theo tính toán của cái năm thì mình phải làm, mà theo tính toán của cái tháng thì mình nên chơi, nên kết nối. Và cái tháng cá nhân mang con số 5 này còn một tuần nữa là hết. Theo mình thấy thì nó không ổn, nên là mình bắt đầu mình lại quay trở lại với cái mục tiêu của mình. Mục tiêu nâng cấp cơ thể, nâng cấp trí não và nâng cấp linh hồn, kiểm soát cảm xúc. Với mục tiêu đi tìm thành công. Quay trở lại một chút, nhìn lại cái mục tiêu mà mình đã đề ra trên con đường đi tìm thành công của mình, thì mình thấy nó có tiến triển, nó có tiến triển. Mặc dù cái sự tiến triển của nó ở đây nó chậm, nó từ tốn, nó từ từ. Nhưng khi mình nhìn lại một năm qua khi mình mới bắt đầu thì mình thấy nó có cái sự đi lên, nó có cái sự tiến bộ. Và để tiếp tục đi tìm thành công một cách nhanh hơn thì mình lại phải tiếp tục hành động ngay lập tức. Thì ở đây để có thể sắp xếp thời gian chi tiết và hợp lý thì mình cũng đã lên một cái bảng kế hoạch cho tuần tới. Mục tiêu 25 tháng 4, 1 tháng 5. Để có thể kiểm soát được cảm xúc, nâng cấp được linh hồn của mình thì ở đây mình đang áp dụng hai phương pháp là thiền và tụng kinh. Điền 258 vào biểu đồ ngày sinh. Ở hai cái mục tiêu này mình lên chi tiết kế hoạch cho tuần tới là 4 lần cho một tuần ở bộ môn tụng kinh và thiền, bằng với độ tuổi của mình là 31 phút cho một ngày. Mục tiêu 4 lần cho một tuần. Với hai cái phương pháp này, với hai bộ môn này thì mình có thể điền con số 258 vào biểu đồ ngày sinh của mình để có thể nâng cấp cái cơ thể này của mình. Điền con số 147 ảo vào biểu đồ ngày sinh bằng cách áp dụng luật hấp dẫn và tập thể dục 5 lần một tuần bằng những cái phương pháp khác nhau. Ở bộ môn tập thể dục mình sẽ lên mục tiêu 4 lần cho một tuần. Và cuối cùng là để nâng cấp cái trí não này của mình, điền con số 369 vào biểu đồ ngày sinh. Thì ở đây mình chọn bộ môn đọc sách. Tuần tới mình sẽ đặt mục tiêu đọc một quyển trong tuần tới. Ở bộ môn nhân số học mình đặt mục tiêu xem cho một người. Thông qua việc đọc sách và thông qua việc học hỏi và đi sâu vào đam mê thì mình điền con số 369 ở trục trí não, nâng cấp cái trí não này của mình lên, phát triển luyện tập bộ não. Ok, lịch tuần tới đã lên, việc còn lại của mình là hành động ngay lập tức, khá là kín lịch. Và để có thể mình có thời gian hoàn thành hết tất cả những cái mục tiêu này của mình thì mình cũng lại áp dụng thêm một cái phương pháp công thức của những người đi trước truyền lại, đó chính là dậy sớm để thành công và sắp xếp thời gian hợp lý.